báo cáo thưa bà bố ngoại, thưa anh chị thông gia, thưa các bà các chú các anh các bà con anh em. Thì qua quá trình hai cháu cũng bàn cùng lâu, bây giờ cũng là thời gian đã chín muồi, cho nên gia đình bên nhà nam cũng xin phép bên nhà nữ quà để lại cho nên. Nhưng mà đầu tiên ngoài thì tình cảm đó là hai cháu là cùng thành đôi thành lứa và cũng là được năm năm hạnh phúc. A glimpse in time.
before it all. This is who we are, and this is where it starts.